giờ cũng thỉnh hòa thượng Quan Âm tại tòa thượng thuyết pháp, cho nên kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta hoan hỷ đứng dậy chắp tay trang nghiêm để cung thỉnh hòa thượng Quan Âm tại pháp tòa như được không? Còn cái hàng đầu với cô tiến lên dùng luôn cho nó đầy hàng đầu đi. Nam mô Như Lai Phật, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh cung cảnh hòa thượng Quan Âm tại pháp tòa A Di Đà Phật. Ra đánh lễ luôn, chúc khánh thế ông luôn. Ra luôn, chuẩn bị ra, ra đánh lễ luôn. Chúng con cung thỉnh hòa thượng tôn sư an tọa. Và quý Phật tử cứ đứng nghe ngài tăng ni làm lễ cho đủ. Các vị cho đi sao đi, bây giờ nó mời đi sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngưỡng bạch trên Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Nguyên Hạ Hạnh, Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, Chứng Minh Đạo Sư Như Hòa Phật Viện. Hôm nay hàng tăng ni đệ tử chúng con cùng chư Phật tử có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch Hòa thượng Tôn sư, hôm nay tại nơi tịnh viện Như Hòa chúng con trước được sự hứa khả chứng minh cho phép của Đức Tôn sư vào ngày 16 tháng 6 âm lịch, nhằm ngày 21 tháng 7 năm 2024, tổ chức lễ tạ ơn Tam Bảo, đồng thời cũng hoài niệm lễ Vu Lan. Hôm nay chúng con rất được sự chiếu cố chứng minh của Đức Tôn Sư về nơi đạo tràng để giáo hóa thuyết giảng cho chúng con. Nhân mùa an cư kiết hạ tại hải ngoại cũng đã viên mãn, thêm một tuổi đạo đối với hàng tăng già, nhất là Tôn sư Hạ Kính. Huynh đệ chúng con phổ phục với Quỳnh Nghi được đánh lễ khánh tế ngài, ngửa nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chánh pháp được trường tồn, chúng sanh được an lạc, gia lực cho Hòa thượng Tôn sư được sức khỏe miên trường để tiếp tục lèo lái con thuyền Phật pháp tại vùng Hiếu Tân nói riêng, cũng như Phật giáo tại hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ nói chung. Ngỡ nguyện Đức Tôn Sư từ bi minh chứng cho lời khánh tế của chúng con. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Và chúng con xin đê đầu đảnh lễ ngài có đôi lời giáo hóa cho chúng xuất gia cũng như tại gia chúng con được ân triêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Thỉnh tăng đi đứng dậy rồi ngồi sau khi hòa thượng giảng xong mình đã lễ. Các vị chúng ta cùng ngồi xuống nha. Dạ bao nhiêu lâu? Nửa tiếng hay là một tiếng? Dạ. 45 phút. Dạ. Dạ. Chả được ra dạ mời ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Hòa trụ trì Như Hòa Tịnh Viện. Kính bạch chư vị Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý cụ, quý bác, các anh chị em Phật tử. Hôm nay ngày 16 tháng 6 năm Giáp Thìn có thể xem như ngày mở đầu để chúng ta bước vào một cái thời gian để cho tất cả những người con Phật hoài niệm tất cả những ân đức mà mình đã mang nặng ở trong cuộc đời này. Ngày Vu Lan báo hiệu, đó là ngày để cho tất cả những người con Phật nhìn lại con người của mình, cuộc đời của mình, để thấy ra ở nơi đó bao nhiêu ân nghĩa mình đã mắc nặng, để từ đó mình biết sống như thế nào, làm những gì có thể làm để không phụ bao nhiêu cái công ơn mình đã mang nặng. Cái công ơn đầu tiên mà không ai không biết tới, đó là công ơn của cha mẹ đã sanh thành dưỡng dục ra mình. Mỗi người chúng ta chỉ cần nhìn lại con người của mình thôi, mình sẽ thấy cái thịt da này, hình hài này, cái dòng máu mình mang ở trong người, có cái gì mà không phải từ cha, từ mẹ mà có đâu. Kể từ khi mình sinh ra đời cho đến khi từng bước mình lớn lên giữa cuộc đời, có bước chân nào mình đi tới mà không ghi dấu bao nhiêu công lao khó nhọc của cha của mẹ. Cha mẹ đó, chính là cái ân đức đầu tiên mà bất cứ ai trong cuộc đời này cũng mang nặng ở nơi mình hết cả. Cho nên trong cái đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam, cái chữ hiếu lúc nào cũng xem là cái hành đầu tiên để làm người ở trên đời này. Bởi vì một con người mà không biết thương cha thương mẹ, không biết hiếu thảo với cha mẹ, thì làm sao kẻ đó có thể làm người lớn lên giữa trời đất, nhân sanh bất hạnh hiểu vi tiên. Tổ tiên ta vẫn thường nói, con người sống ở trên đời có nhiều cái đức hạnh để làm, để trong dồi, nhưng trong đó cái hạnh hiếu là cái hạnh đầu tiên hơn hết tất cả. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, có như vậy ta mới làm tròn cái đạo hiếu thảo của người con đối với cha mẹ. Cho nên trong cái quan điểm của tổ tiên ông bà, của cái dân tộc Việt Nam, anh có thể theo bất cứ cái gì, chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ, tôn giáo này tôn giáo nọ, nhưng mà không thể bỏ đi cái hiếu đạo đối với cha mẹ tổ tiên ông bà. Bởi vì cha mẹ của ta đó, ân đức đó, đã sinh mình ra đời, đã trải qua bao nhiêu gian khổ nhọc nhằn,
để cho mình tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình vẫn không biết thương biết quý, thì một con người như thế không thể làm người ở dưới cuộc đời này. Và đó cũng chính là cái chỗ và đạo của Phật đặt nặng trong cái đạo đức của con người ở trên đời. Đối với đạo Phật mà nói, hiếu đạo chính là cái nền tảng của tất cả bao nhiêu cái giới hạnh để cho con người tu dưỡng. Hiếu đạo giống như đất vậy. Từ ở trên cái mặt đất này bao nhiêu cây cỏ được nuôi dưỡng, bao nhiêu cây cỏ được lớn lên, thì hiếu ở trong cái đạo của Phật mà cũng giống như mặt đất, để từ đó mà con người lớn lên, để từ đó mà con người thành tựu được tất cả những gì cao quý nhất, đẹp đẽ nhất. Cho nên một người Phật tử nếu không có hiếu đạo, kẻ đó không thể nào thọ tam quy để trở thành một người Phật tử chính thức. Không có hiếu đạo, kẻ đó không thể nào giữ gìn thọ nhận năm giới để sống một cuộc đời tốt đẹp ở giữa thế gian này. Một kẻ mà không có hiếu đạo với cha mẹ của mình, kẻ đó không thể nào trở thành một người Phật tử. Một người mà không có hiếu đạo với cha mẹ, kẻ đó không thể nào đi tu, kẻ đó không thể nào trở thành một người tu sĩ đúng nghĩa. Từ đó mới biết được rằng hiếu đạo ở trong cái đạo của Phật đó thì chính là đạo căn bản. Không chỉ là cái đạo căn bản làm người, mà còn là cái đạo căn bản để làm người tu sĩ, để làm thánh, làm Phật ở giữa thế gian này. Cho nên từ ở trong cái truyền thống đạo lý của dân tộc và cái truyền thống xem hiểu như là nền tảng của tất cả bao nhiêu giới hạnh của Phật giáo mà dân tộc ta từ ngàn xưa đã gặp gỡ cái đạo Phật này và biến cái đạo Phật đó trở thành một cái đạo sống của con người ở giữa thế gian này. Việt Nam Phật giáo, Phật giáo Việt Nam ngàn năm xương thịt kết liền, tình sông nghĩa biển, mối duyên mặn nồng. Phật giáo và Việt Nam, Việt Nam và Phật giáo, hai cái đó nó đã hòa với nhau như là nước với sữa, bởi vì nó không còn phân biệt nữa đâu. Làm người là phải hiểu, làm Phật cũng phải lấy chữ hiểu làm đầu. Muốn tu hành đi theo con đường giải thoát giác ngộ, muốn thọ tam quy ngũ giới của người Phật tử tại gia, kẻ đó không thể nào không có chữ hiếu ở cái con người của mình. Nhưng cái quan niệm của đạo chữ hiếu ấy trong cái đạo của Phật nó có những cái khác biệt so với cái quan niệm chữ hiếu của người Việt Nam ảnh hưởng trong cái truyền thống của Nho giáo. Bởi vì Nho giáo xem chữ hiếu như thế nào? Nho giáo xem chữ hiếu đó là phải biết vâng lời cha mẹ, biết chăm sóc cha mẹ của mình khi về già, phải chỉ chừng đó mà thôi. Nhưng mà cái chữ hiếu của đạo Phật ấy, nó còn hơn thế được quý vị. Làm con hiếu thảo về cha mẹ, không chỉ là nhắm mắt đi theo cha theo mẹ, không chỉ là nhắm mắt để vâng lời, làm tất cả những gì mà cha mẹ bảo mình làm, mà đối với đạo Phật mà nói, làm con và hiếu thảo với cha mẹ là người con đó phải biết làm thế nào để cho cha mẹ của mình sống một cuộc đời hạnh phúc an vui, không chỉ trong đời này mà còn trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Cho nên trong cái Khổng giáo từng dạy con người: quân sự thần tự thần, bất tử bất trung, phù sự tự vong,
từ bất phong bất hiểu, có nghĩa là vua bảo bề tôi chết mà bề tôi không chết là bề tôi bất trung. Và cũng như vậy, cha bảo con chết mà con không chết là đứa con đã bất hiểu. Không, đạo Phật không chủ trương hiểu một cách mê muội như vậy. Thương cha thương mẹ thì không phải chỉ việc nhắm mắt làm theo những gì mà cha mẹ mong ước, dù là những cái mong muốn của cha mẹ đó nhiều khi nó phi đạo đức, nó tạo ra những tội ác trên đời này. Một đứa con hiểu thảo không thể nghe cha mẹ đi giết người này, đi giết kẻ khác. Một đứa con mà hiểu thảo không thể cung cấp tất cả những thứ tiền bạc để cho cha mẹ cờ bạc rượu chè đêm ngày. Một người con hiểu thảo là một người con phải biết làm thế nào để cho cha mẹ sống hạnh phúc an vui trong đời này, trong đời khác. Mà muốn như vậy thì con cái phải biết làm thế nào để cho cha mẹ biết bỏ ác làm lành, biết bỏ tà và đi theo con đường chánh. Bởi vì cha mẹ trong đời này mà có bỏ ác làm lành thì cha mẹ mới có cái nền tảng phước đức để rồi không chỉ đời này an vui hạnh phúc mà còn mang cái hạt giống của phước đức ấy sinh về những cảnh giới an lành sau khi cha mẹ từ bỏ thế gian này mà ra đi. Cho nên Đức Phật từng dạy, gặp phải những bậc làm cha mẹ mà hoang dâm vô độ, những bậc làm cha mẹ mà cờ bạc rượu chè, những bậc làm cha mẹ mà không biết quy y tam bảo, thì người con hiểu thảo phải là người con làm thế nào để cho cha mẹ không còn rượu chè cờ bạc say sưa. Phải làm thế nào để cho cha mẹ biết bỏ ác mà làm lành, biết bỏ con đường tà mà đi theo con đường chánh. Thấy cha mẹ hư hỏng, con cái mà hiểu thảo không phải chỉ nhắm mắt để cho cha mẹ muốn làm gì thì làm. Thấy cha mẹ đi vào con đường tội lỗi, người con hiểu thảo không thể nào nhắm mắt để cho cha mẹ đi vào con đường tội lỗi. Bởi vì người con đã biết rằng cha mẹ hôm nay đời này mà chỉ biết sống theo con đường tà, đời này mà cha mẹ chỉ biết làm ác để thỏa mãn những cái ham muốn mê muội của mình, thì rồi cha mẹ không chỉ khổ một kiếp này mà cha mẹ còn có thể khổ trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Cho nên một người con hiểu thảo đối với cha mẹ là một người con phải biết làm thế nào để cho cha mẹ không quy tam bảo. Cha mẹ phải biết quy tam bảo. Cha mẹ không sống cuộc đời có năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, thì làm con hiểu thảo là phải làm thế nào để cha mẹ biết sống cuộc đời có năm giới. Cha mẹ làm ác, người con hiểu thảo phải làm sao cho cha mẹ trở thành một người hiền lương ở trên đời này. Cha mẹ không biết tạo phước, người con hiểu thảo là người phải làm thế nào để cho cha mẹ tạo được cái phước đức cho đời này, để rồi một mai cha mẹ ra đi có cái phước đức để mang theo về một cái thế giới an lành của ngày mai. Còn nếu không, cha mẹ trong đời mà ăn chơi hư hỏng, cha mẹ trong đời mà cờ bạc rượu chè, cha mẹ trong đời mà dối trá lọc lừa, cha mẹ trong đời mà hại người hại vật, làm con mà vẫn quay lưng lại với những cái đó của cha mẹ, thì thưa quý vị, người con đó không phải là người con hiểu thảo ở trong cái tinh thần của những lời Đức Phật dạy. Cách đây nhiều năm rồi, từng có một người con gái ở tại thành phố Houston này đến cái ngôi chùa mà chúng tôi ở. Người con đó khóc mà nói với tôi rằng: thưa thầy, mẹ con và tất cả các con ở nhà rất là khổ vì người cha của con. Cha con làm gì mà mẹ và các con khổ? Người con gái đó bảo: cha con cứ đi theo một số bạn bè
Và rồi ngày nào cũng như ngày nào, rồi đi vào những cái chỗ cờ bạc rượu chè cũng thôi. Một lần mà ba con đi đánh bạc trở về, hết tiền hết bạc, là cái đem mẹ con, đem tất cả các con ra mà khảo đạt. Nếu không đưa tiền cho ông thì ông tức, ông giận, ông cười, ông mới. Mà đưa tiền thì rồi cha con lại tiếp tục một con đường say sưa cờ bạc ấy. Con không biết làm sao để mà cha của con mò được cái con đường hư hỏng ấy, rời xa được những người bạn rủ rê vào con đường tội lỗi ấy. Tôi mới nói với đứa con gái nó thế này: con có thương cha con không? Dạ có. Đời này con chỉ muốn làm thế nào để cho cha con bỏ cái con đường cờ bạc rượu chè, còn con sẵn sàng, tất cả tuổi con được sẵn sàng làm hết tất cả những gì, cho con tất cả những gì mà cha con muốn để sống một cuộc đời hạnh phúc an vui. Chỉ muốn một điều duy nhất, đó là cha đừng đi vào con đường cờ bạc rượu chè nữa thôi. Thì tôi mới nói với đứa con rằng: vậy thì con hãy thừa những cái lúc nào đó, những lúc mà cha con bình an nhất, những lúc mà cha con thoải mái nhất, hãy lợi dụng những cái giây phút ấy. Con hãy bày tỏ tình yêu thương với ba con nhé. Con hãy ôm ba con của con vào lòng. Con hãy nói những lời xuất từ trái tim của con: ba ơi, ba có biết rằng con thương ba lắm không? Con có biết rằng con sẵn sàng hy sinh tất cả để cho ba được sống những tháng ngày trong tuổi già hạnh phúc. Và con tin rằng mẹ con cũng vậy, tất cả anh chị em của con tất cả đều thương ba, tất cả đều sẵn sàng hy sinh cho ba hết. Chỉ xin ba một điều thôi, đó là xin ba đừng đi theo những người rụt rê để mà say sưa vào con đường cờ bạc rượu chè nữa thôi. Con hãy làm điều đó với ba con đi. Lần thứ nhất con làm chắc chắn ba con chưa nghe đâu, nhưng lần thứ nhì con làm có thể chưa được đâu, lần thứ ba con làm cũng chưa chắc đã được. Nhưng mà con phải làm mãi như vậy, thầy tin chắc rằng sẽ có một ngày ba con hồi tâm nghĩ lại, sẽ có một ngày mà ba con thì trái tim của ba con sẽ rung động trước những giọt nước mắt của con, viết những lời nói từ con tim của con mà ra. Cái đứa con gái đó, thưa quý vị, đã nghe tôi nói như vậy, và người con gái đó trở về làm những gì tôi nói đó. Và chỉ một tháng sau thôi, người con gái đó lên chùa bảo tôi rằng: con xin cảm ơn thầy vô cùng, bởi vì ba con bây giờ đã hứa trước mẹ, trước tất cả các con, là ba sẽ không còn đi theo những người rụ rê vào cái con đường cờ bạc rượu chè đó nữa. Cha mẹ có thể vì bạn bè, có thể vì trải qua những cái gian khổ trong cuộc đời mà nhiều khi đi tìm những cái niềm vui bất thiện. Nhưng làm con hay như những người con gái kia, biết tìm hết tất cả mọi cách, không phải bằng sự trách móc mà bằng tình yêu của mình đối với người cha, người mẹ, để có thể đưa cha, đưa mẹ từ con đường ác trở về con đường lành, từ con đường tà đi về với con đường chánh. Ai là người con ở trên đời thương cha thương mẹ thì hãy nên làm những điều như vậy cho cha mẹ của mình. Một người cha từ trong chỗ mà khổ đau tâm tội mà trở về được với cái cuộc sống lương thiện của một người cha, tôi tin rằng người cha đó sẽ có được những ngày tháng cuối cùng hạnh phúc an vui. Và không những vậy, những cái hạt giống lành mà người cha đó đã gieo được trong những ngày tháng cuối cùng cuộc đời mình sẽ trở thành hoa trái an lành cho kiếp sau của người cha đó, không phải đọa lạc vào trong những cảnh khổ ở trên đời này nữa, quý vị.
tôi còn một người đệ tử nóng giời. Cô con gái này, khi mà còn là du học sinh, đã từng xin tôi đi xuất gia. Nhưng tôi khuyên con, khuyên cô ta bảo rằng, con của cha con mẹ, con phải trở về xin cha xin mẹ, cho đi xuất gia, rồi rầy cha rầy mẹ, trước khi trở thành người xuất gia. Đứa con đó trở về, xin cha xin mẹ, cha mẹ anh chị em tất cả đều dứt khoát, không cho cái đứa con gái này đi tu. Nhưng mà rồi quý vị biết cái đứa con gái này, cái ý chí mà đi tu là mạnh liệt lắm. Mà sợ gì đi tu mạnh liệt là bởi vì người con gái này từng nhìn thấy bao nhiêu những cảnh khổ trong cuộc đời này. Những cặp vợ chồng sống chỉ được hạnh phúc 5-7 tháng, rồi sau đó vợ chồng chỉ là những kẻ chịu đựng lẫn nhau để ôm những cái nỗi khổ trong lòng mà không dứt bỏ đi được. Người con gái ấy đã từng thấy bao nhiêu những cảnh học cao địa vị đủ thứ, nhưng rồi vẫn chìm đắm trong cuộc sống ăn chơi hư hỏng, chẳng có chút hạnh phúc chân thật nào hết cả. Cho nên cái cô gái này quyết tâm đi tu cho được. Cô ta về xin cha mẹ không cho, anh chị em chồng đội. Một đêm khuya cô bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình cô đi tu. Cô đi, cô trốn vào một cái ngôi chùa hẻo lánh, và cô theo một vị ni sư để mà chuyên cần tu niệm. Trong cái thời gian đó cha mẹ của cô, anh chị của cô vẫn đi tìm khắp hết tất cả mọi nơi để tìm ra cái đứa con, đứa em của mình, nhưng không tìm ra. Mãi hơn một năm sau, cha mẹ mới biết được con của mình tu ở tại chùa đó. Cha mẹ đã tìm về cái chùa đó và cũng chỉ muốn mong con trở về. Nhưng đứa con nó đã thuyết phục được cha mẹ để cho đứa con này đi tu, tiếp tục cái cuộc sống tu học của mình. Sau này cái cô này được du học ở Thái Tích Lan trong một trường đại học Phật giáo, cô tốt nghiệp. Và rồi trong khi mà cô đang tốt nghiệp như vậy thì ba của cô đau ốm. Cô khuyên ba của cô hãy phát tâm mà quy y Tam Bảo. Lúc đầu ba cô không chấp nhận điều đó, bởi vì ba cô cũng là người coi thường tất cả những giá trị đạo đức của các tôn giáo. Ba cô cũng muốn làm người mê tín gì đó, không tin vào bất cứ một cái gì hết cả. Nhưng mà rồi cô đã thuyết phục. Cô không chỉ thuyết phục bằng những lời hay ý đẹp từ trong Phật pháp, mà cô thuyết phục bằng cuộc sống của cô, bằng nhân cách của cô, bằng cả cái tình yêu của cô đối với người cha người mẹ của mình. Và rồi thưa quý vị, người cha đó kéo theo người mẹ đó và kéo theo luôn cả các anh chị em của cô này, cuối cùng đã phát tâm quy y Tam Bảo, thọ nhận năm giới để sống một cuộc đời tốt đẹp. Và chỉ mấy tháng sau, người cha của cô mất đi. Cô gọi điện thoại cho tôi mà bảo rằng, thưa ông, hạnh phúc lớn nhất của con đó là được nhìn thấy ba con phát tâm quy Tam Bảo trước khi từ bỏ cõi đời này ra đi. Cả cuộc đời con chỉ mong ba con như thế mà thôi, rồi mẹ con cũng như thế, anh chị em của con cũng như thế. Mặc dầu con mất ba trong cuộc đời này, nhưng mà con tin rằng ba con nhờ trong những ngày tháng cuối cùng cuộc đời việc quay trở lại con được chẳng, việc quy Tam Bảo, việc thọ nhận sống cuộc đời theo năm giới. Và con tin rằng kiếp lai sanh cha con được sinh vào trong một thế giới an lành tốt đẹp hơn. Những người con hiểu là những người con như thế quy, không nhắm mắt để cha mình làm càn làm bậy, không nhắm mắt để cho cha mình chỉ biết thù hơn những dục lạc trước mắt,
mà không thấu được cái con đường tương lai, những đời, những kiếp sau này. Những người con hiếu thảo, hay là những người con biết làm sao để cho cha mẹ của mình bỏ ác lập lành, bỏ tà mà đi theo con đường chẳng. Đó mới thực là đạo hiếu của một người con đối với cha mẹ của mình. Và người con đó không chỉ làm cho cha mẹ sống hạnh phúc, an vui trong một đời này, mà người con đó đã từng gieo những hạt giống của Phật lên trên cái mảnh đất tâm hồn của cha của mẹ, gieo cái hạt giống Phật để cho cha mẹ có thể mang cái hạt giống đó đi về những kiếp sau này, để rồi sinh ra trong kiếp nào ở đâu cũng gặp được Phật pháp. Thì tất cả con cái mà bảo hiếu cha mẹ là như thế đó quý vị, hạnh phúc. Chứ không phải hiếu thảo với cha mẹ là cứ nhắm mắt cha mẹ muốn gì thì làm cho cha mẹ. Cha mẹ muốn cờ bạc thì chó tìm cha mẹ cờ bạc. Cha mẹ muốn ăn chơi trùy lạc thì cứ đem tiền cúng phụng để cha mẹ ăn chơi trùy lạc. Đó không phải là chữ hiếu ở trong đạo của Phật, mà đó chỉ là cái chữ hiếu ở trong cái đạo của Nho giáo ngày xưa, trong cái xã hội phong kiến mà người ta bảo rằng vua mà bảo tôi chết, bầy tôi không chết là bầy tôi bất trung. Cha bảo con chết mà con không chết là con bất hiếu. Không, đạo Phật không có cái loài mà trung như vậy. Trung mà như vậy thì gọi là ngu trung. Hiểu mà như vậy thì cũng không khác gì gọi là hiểu mà hiểu một cách ngu thôi. Chứ không phải là cái hiểu của bậc trí ở trong cuộc đời này. Đó là cái đạo hiểu của đạo Phật là như thế quý vị. Cho nên cái chữ hiểu của đạo Phật ấy, nó mở rộng hơn nhiều so với cái chữ hiểu mà ở trong tổ tiên ông bà của thế gian. Bởi vì thêm nữa, trong con mắt của một người Phật tử, người ta sẽ thấy rằng mình sinh ra đời không phải chỉ ở trong một kiếp này rồi thôi, mà trước khi mình sinh ra để sống cái kiếp này, mình cũng đã từng trải qua vô lượng kiếp trong quá khứ. Để rồi khi kiếp sống này chấm dứt, trừ phi mình tu để giải thoát, còn nếu không giải thoát thì mình vẫn còn trầm luân để rồi trải qua những kiếp sống về sau này nữa. Cho nên từ đó mình sẽ thấy cái gì? Mình sẽ thấy rằng mình không chỉ có cha mẹ trong kiếp này, mà mình còn có cha mẹ trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Cũng như mình đã từng có cha mẹ trong nhiều đời, nhiều kiếp trước đây. Từ chỗ đó để mà suy ra thì mình sẽ thấy rằng tất cả chúng sanh trên đời này ai cũng đều có thể đã từng là cha mẹ của mình hết cả. Ai cũng có thể đã từng là cha mẹ, không đời này thì trong đời khác. Và chính vì vậy cho nên mình bảo hiểu cha mẹ của đời này, mình cũng phải mở rộng cái tấm hiểu đó để mình bảo hiểu cái cha mẹ của trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Một kiếp này đấy, ta gặp gỡ người này, kẻ nó thù ta, ghét ta, kẻ nó tìm tất cả mọi cách hãm hại ta. Nhưng thưa quý vị, kẻ nó trong một kiếp nào trước đây đã từng cùng là cha mẹ của ta, đã cùng từng là vợ chồng của ta, đã cùng từng là anh chị em ruột thịt của ta. Hôm nay là oan gia gặp gỡ, những kiếp nào trước đây là cha là mẹ của nhau ấy. Cho nên từ chỗ đó mà nói thì mình phải hiểu ra rằng cái chữ hiếu của đạo Phật không chỉ là hiếu với cha mẹ của một đời, mà phải là hiếu với cha mẹ của rất nhiều đời, nhiều kiếp. Nói một cách khác, hiếu với cha mẹ của nhiều đời, nhiều kiếp cũng chính là hiếu với tất cả chúng sanh ở trong đời này. Cho nên thưa quý vị, mình chúng sanh mình nhìn kẻ này á, mình biết à, đấy là kẻ thù của mình. Nhìn kẻ kia mình biết à, đấy là kẻ mà đang lúc nào cũng gây gỗ với mình. Nhìn sang một kẻ khác, đây là kẻ mà mình căm mình ghét.
thấy tận xương tận tủy. Rồi mình nhìn thấy những con vật, đây là con heo, con bò, đây là con sâu, con kiến. Nhưng mà thưa quý vị, trong con mắt của Bồ Tát mà nhìn, thì nhìn thấy tất cả đều là cha mẹ của mình hết tất cả. Kể cả nhìn con sâu, con kiến, cũng thấy đó là cha mẹ của mình. Kiếp này là con sâu, con kiến. Nhưng mà trong một kiếp nào đó, trong vô lượng kiếp của quá khứ, những con sâu, con kiến của kiếp này có thể cũng đã từng là cha mẹ của mình. Cho nên một người gọi là hiếu thảo đối với cha mẹ chính là người đó không chỉ biết thương cha thương mẹ của kiếp này, mà còn phải mở rộng cái trái tim hiếu thảo của mình để mình thương hết tất cả muôn người, thương hết tất cả chúng sanh vạn loài ở trên đời này. Cho nên từ đó mà thấy cái tâm hiếu, cái tâm từ của người con Phật nó không chỉ giới hạn trong không gian, cũng không chỉ giới hạn trong thời gian của một đời một kiếp, mà nó mở rộng tới vô lượng đời, vô lượng kiếp, vô lượng chúng sanh, vô lượng muôn loài ở trong cõi đời này đấy. Thương tất cả, bởi vì tất cả đều có thể là cha mẹ của mình hết cả. Từng có một câu chuyện kể về một cô con gái đang bồng một đứa trẻ, thì cho cái đứa trẻ đó ăn một miếng thịt. Một vị sư chứng quả đi ngang qua đó mà thấy thương cho cái cô gái này. Cô gái bồng cái đứa con, cho đứa con của mình ăn miếng thịt. Rồi cái con chó nó ở bên cạnh, nó gầm gừ cái cục xương. Rồi lâu lâu nó ngó lên cái bà chú của mình, nó mong muốn bà chú quăng cho nó thêm một chút thịt thà nào đó. Rồi bà chú lấy chân đá cái con chó đó đi. Cái vị tu sĩ chứng được thánh quả anh trước mắt mà thấy ra tất cả bao nhiêu cái oán nghiệp trói buộc từ đời nhiều đời nhiều kiếp để bây giờ trong kiếp này như thế. Cái khúc xương mà cái con chó đang nằm ấy chính là người cha trong kiếp trước của cô gái. Thì con chó mà cô gái đang đưa chân mà đá nó đó là người mẹ của cô gái trong kiếp trước. Rồi cái miếng thịt mà cô gái đang cho cái đứa con của mình ăn đó lại là miếng thịt từ một con vật mà kiếp trước đã từng là chồng của cô. Cho nên thưa quý vị, từ chỗ đó mà nói thì tất cả chúng sanh trong đời điều là gì vậy? Tất cả chúng sanh trong đời đều là cha mẹ của mình. Nhưng đồng thời tất cả chúng sanh trong đời, từ cái hình ảnh của cô gái đó mà nói, cũng đều có thể là kẻ thù của mình hay cả đó quý vị. Mình nhìn trên một nhãn quan rộng lớn như vậy, thì cái chữ hiếu của đạo Phật không chỉ là thương cha thương mẹ trong kiếp này, mà còn phải mở rộng trái tim của mình để mình có thể yêu thương tất cả mọi người, yêu thương tất cả mọi loài, đều xem tất cả chúng sanh trên đời này đều như cha mẹ của mình hết cả đi. Và khi mình nhìn được tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình đâu còn thù oán bất cứ ai nữa đâu. Mình đâu còn đem tâm hãm hại dù cái kẻ đó có đối xử một cách xấu xa tệ hại với mình đến như thế nào chăng nữa. Cho nên trên cái con đường tu tập, trong đạo của Phật có cái gọi là Bồ Đề Tâm, tức là cái tâm mà cầu trí tuệ của Phật, cầu được kỳ giác ngộ vô thường của Phật, và đồng thời cũng là cái tâm mở rộng để có thể yêu thương tất cả chúng sanh vạn loài, cái tâm để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh, để phát tâm Bồ Đề ấy, để nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề đó. Thường ai là người tu tập như vậy, họ phải biết quán chiếu, để quán chiếu thấy rằng tất cả chúng sanh trên đời đều là cha mẹ của mình hết cả. Bởi vì khi mình có quán chiếu tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình, dù là con sâu con kiến, dù là con heo con gà, dù là
người thương kẻ ghét kẻ hận mình chăng nữa, tất cả đều phải cha mẹ. Bởi vì là cha mẹ cho nên cái trái tim của một con người phát bổ đề tâm ấy, trong trái tim đó chỉ có tình thương đối với tất cả mà không có quán tử với bất cứ một chúng sanh nào ở trên đời này hết cả. Người nghĩ như vậy để thấy cái chữ hiếu, chữ từ ở trong đạo của Phật rộng lớn biết bao nhiêu mà kể quý vị. Và đó cũng là lý do tại sao ở trong cái mùa Vu Lan báo hiếu thì không chỉ là con cái mình biết nghĩ tới công ơn của cha mẹ đời này, mình còn phải biết hướng tâm về cha mẹ của nhiều đời nhiều kiếp. Mình không chỉ là biết hướng tâm về cha mẹ, về những người ruột thịt của mình, mà còn hướng tâm về tất cả chúng sanh vạn loài, nhất là những chúng sanh đang đọa lạc vào trong những chốn địa ngục đau khổ. Và chính vì vậy cho nên trong cái mùa Phật đản sanh, xin lỗi, trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, những người Phật tử thường thiết những cái lễ để mà báo ân cha mẹ, cầu nguyện cho cha mẹ, bày tỏ cái lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ, nhưng đồng thời cũng phát tâm rộng lớn để làm những buổi lễ để mà chân tế cho tất cả cô hồn quang hồn quốc tử các loài. Bởi vì trong những loài chúng sanh trong địa ngục ấy, những loài chúng sanh nó có ngà quỷ đói khát ấy, những loài chúng sanh đang làm thân súc sanh ngu muội ấy, tất cả đều có thể là cha mẹ của ta hết cả. Cho nên đó là cái nghĩa của những đàn tràng mà được thiết lập trong cái mùa Vu Lan báo hiếu để cứu độ không chỉ cho những người còn sống, không chỉ cho cha mẹ của mình, mà còn là cứu độ, đặc biệt là cứu độ cho những chúng sanh đang chìm đắm ở trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh, bằng những cái đàn chân tế cố hồn, những cái đàn bạc đổ cầu siêu cho tất cả chúng sanh vạn loài chư thể. Thưa quý vị, hôm nay có thể chúng ta đây là cái buổi lễ đầu tiên để đưa chúng ta bước vào trong cái mùa Vu Lan tưởng niệm. Hãy để dành thời gian trong cái mùa Vu Lan tưởng niệm này, chúng ta để cho cái tâm hồn của mình tĩnh lặng, rồi hãy cứ nghĩ lại đi. Trong cái sự tĩnh lặng của tâm hồn, ta sẽ nhìn lại con người của mình, ta sẽ nhìn lại cuộc đời của mình với bao nhiêu bước thăng trầm đã đi qua. Ai chúng ta đây mà không từng cảm nhận được cái ân đức của cha mẹ với mình, thưa quý vị? Cảm được cái ân đức của cha mẹ với mình, đã có những giây phút nào cha ta đó, mẹ ta đó đã sẵn sàng hy sinh vì ta trong cuộc đời này? Hãy cảm nhận lấy cái ân đức ấy, cái tấm lòng yêu thương sẵn sàng hy sinh của cha của mẹ ấy để cho ta tất cả những gì an vui nhất, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này. Rồi từ đó ta sẽ cảm nhận được cha mẹ của nhiều đời nhiều kiếp của ta cũng đã từng yêu thương ta như vậy, cũng đã từng chăm sóc ta như vậy, cũng đã từng hy sinh cho ta như vậy. Và tôi tin một điều, nếu như trong sự tĩnh lặng của tâm hồn ta nhìn lại mình, ta nhìn lại thân thể này, hình hài này của mình, ta nhìn lại cả cuộc đời của mình đó để đi qua, để cảm nhận tất cả cái ân đức của cha mẹ, rồi từ đó ta cảm nhận cái ân đức của cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, tôi tin rằng ở nơi trái tim của ta lúc bây giờ chỉ có tình yêu thương trỗi dậy mà thôi. Ta sẽ mở rộng tình yêu thương của mình không chỉ đối với tất cả chúng bao nhiêu người, mà còn là đối với tất cả chúng sanh vạn loài ở trên đời này. Hãy để dành những giây phút tĩnh lặng để nhìn lại cha mẹ của mình, để nhìn lại những dấu ấn mà cha mẹ của mình đã để lại trên tấm thân này, trên cuộc đời này, trên những bước đường mà con đi tới. Và ta sẽ cảm nhận được đó, cái ân đức đó sâu dày biết bao nhiêu. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta nơi đây, trong mùa Vu Lan báo hiếu, ta sẽ để dành được những giây phút tĩnh lặng như vậy để nhìn lại hình bóng của cha của mẹ, để nhìn lại
tình thương của cha của mẹ đã để lại những dấu ấn trên thân thể, trên cuộc đời của mình đấy. Hãy để những giây phút tình lặng ấy mà cảm được cái tiếng nói của cha của mẹ, tình yêu thương của cha của mẹ đối với ta, để từ đó ta biết yêu thương cha mẹ của mình, ta biết yêu thương tất cả mọi người, mọi loài ở trên đời này. Xin được kính lễ chư vị Tôn Đức Tăng Ni. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa toàn thể chư Phật tử, thật là quý báu, gần một giờ đồng hồ, thay vì hôm nay là ngày cuối tuần, các vị được đi chơi với gia đình, hoặc giả là các vị có thể có những niềm vui. Nhưng mà hôm nay các vị về một đạo tràng nhỏ bé, cái điều đầu tiên là chúng tôi rất là hoan hỷ và rất là xúc động để cảm ơn quý vị. Và vừa rồi quý vị cũng ngồi nghe được một thời pháp của ông. Quý vị thấy nếu như những ai là những người con có cội nguồn thì chúng ta lắng về tâm tư, lắng động được tâm tư. Và những ai mà cha mẹ không còn thì các vị thấy bùi ngùi. Những ai mà cha mẹ còn thì tôi tin chắc là sau buổi giảng này của ông thì quý vị sẽ có cái tinh thần bổn phận, trách nhiệm đối với cha mẹ của mình nhiều hơn. Chúng con rất xúc động là Phật giáo gần đây nó có những cái nạn pháp rất lớn. Nhưng mà đối với Phật tử, cái lòng tin Phật tử chân chánh vẫn vững chãi. Và các vị thấy đối với công đức của quý ông, nhất là cái mùa an cư qua, chúng tôi được nhận biết ngay các ông đây đi dạy giảng rất nhiều nơi. Các vị nghĩ rằng cái công đức mà đi truyền năng tục diệu quá lớn so lại với những cái gì mà Phật giáo đang bị lâm nạn ngày nay, bị một số ngoại nhân còn đánh phá, thì thật sự nó rất là nhỏ bé. Thế còn nếu chúng ta ngồi thầm lặng, ngồi nghĩ là các bậc tiền nhân, các bậc tổ sư, rồi tới các bậc tôn đức hiện tại hy sinh những cái giờ phút thiêng liêng sung sướng của kiếp người mà đi hoằng hóa khắp nơi để cho Phật pháp được tới ngày hôm nay. Buổi hôm nay chúng con không biết nói chi hơn, thì đại hàm đệ tử xuất gia chúng con được đảnh lễ ông. Và xin mời với Phật tử chúng ta đứng dậy thôi để cho những vị xuất gia được có những lời pháp được khấn tới ông. Nam mô hiện tiền du hóa phàm thánh nhị bộ tăng già tác đại chứng minh. Kính bạch trên Đức Hòa Thượng, Viện chủ Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chứng minh Đạo sư Như Hòa Phật Viện, đạo hiệu Thượng Nguyên Hạ Hạnh Tác Đại chứng minh. Kính bạch Ngài, chúng con thường nghe ba ngôi tam bảo là viên ngọc quý, trân bảo thế hy hữu, minh tịnh cập thế lực, năng trang nghiêm thế gian, tối thượng bất biến đẳng. Tam bảo thế gian này hiếm có hiếm gặp, vừa thanh tịnh và vừa quý báu. Năng trang nghiêm thế gian có thể làm cho thế gian này trang nghiêm, vừa trong sạch vừa thanh tịnh, mà không có thế lực nào hơn thế lực của tam bảo. Rõ thật vậy,
do hoàn cảnh bao nhiêu biến cố thăng trầm của Phật giáo nói chung, trong đó có ngôi nhà Phật giáo Việt Nam, trải dài lịch sử từ thời Đinh Lê Lý Trần cho đến sau những thời thăng trầm của chiến tranh của vận mệnh đất nước. Vì hoàn cảnh này, hoàn cảnh khác mà chư tôn đức trưởng thượng cũng như chư tôn đức hiện tại cũng bằng mọi giá để lèo lái con thuyền chánh pháp. Dẫu rằng có những lúc như muốn mệt mỏi, như muốn bỏ qua, nhưng với Ngài cũng nhất quyết kiên định để cho hàng hậu tấn chúng con có chỗ nơi, nhất là tại nơi hải ngoại này. Anh em chúng con ngồi lại nói nhỏ với nhau rất tự hào rằng nơi vùng của người Việt tại Hilton này có một trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam được che chở, cũng như là một cái ấn tích để cho thấy rằng Phật giáo đồ cũng như tín đồ hết lòng hy hiến, giữ gìn, phát huy vừa chánh pháp vừa văn hóa dân tộc cho người Việt tại nơi vùng đất này. Nhất là phước đức của ông cũng như công đức của ông, chúng con không thể nào diễn bài và có thể dùng ngôn ngữ nói hết được. Nhân mùa An Cư Kiết Hạ là mùa chư tăng được thêm một tuổi đạo tại nơi trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam, cũng đã hoàn tất việc An Cư Kiết Hạ đã xong. Vì vậy chúng con mới được phép làm lễ tự tứ Vu Lan này. Giờ đây chúng con chỉ biết dâng lòng chân thành của mình và y như pháp được đảnh lễ ôn ba lại. Đây là truyền thống kính lễ bậc tôn đức trưởng thượng, cũng là đồng thời để giữ gìn cho chánh pháp được trường tồn. Vì thế chúng con một lần nữa thành kính đảnh lễ đức đạo sư ba lễ. Nhân tâm đảnh lễ hiện tiền hòa thượng tôn sư tam bái. Cho con 5 phút để ông định đầu tràng. Dạ. Lý do ho là quý vị tại mấy đoạn đèn nến tôi tắt được cái đèn nến phải lại định đầu với chú hết. Dạo dạo với chú thanh niên khỏe. Dọn mấy cái ghế liền dạo. Xin các vị lớn tuổi chúng ta đứng dậy ngọt yên. Xin các vị lớn tuổi bắt đầu ngồi vào cái ghế salon vào kính giữa phòng trường, xin cho phép được dọn.